Vui vui làm cái tool Shopee này cho anh em chơi thử xem. Đây, nhặt xu đây. Đang nhặt xu này. Đấy. Tại đây thì trên con Android thôi. Có một cái điều đặc biệt là con tool Shopee này của CCK thì anh em có thể chơi được tất cả các dòng điện thoại, không phân biệt máy, anh em lên anh em cứ chơi thoải mái thôi. Đấy, đây đang chờ là nhặt xu này. Con này nó cũng hơi bựa, một cái là có những con chờ rất là lâu. Đây ví dụ để xem những cái con chờ 30 mấy giây đây nhá. Thì có những cái con mà nó bắt mình chờ cả 10 15 phút này, không biết là có đủ tiền điện hay không. Anh em nào thích thì chơi thử thôi. Để thử một con xem con này là bao lâu. Đây. 10 phút. Đây còn 7 giây này, còn lại 7 giây nữa là lấy được này. Đây xem có mấy chó nó lấy được. 210 này.